Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khoảnh khắc Trường Giang chăm sóc nhà Phương ngất xỉu khi chơi sâu Nhà Phương và Thúy Ngân đang là khách mời trong những tập gần đây của chương trình Hai ngày một đêm. Trong tập mới nhất, khán giả khá bất ngờ trước chi tiết nhà Phương bị trúng thực ngộ độc thực phẩm nên phải vắng mặt trong một số thử thách mới đây lê dương bảo lâm đã hé lộ khoảnh khắc hậu trường khi Trần giang và giang cát tất bật lo lắng cho sức khỏe của nhà phương trang cá nhân lê dương bảo lâm đã đăng tải đoạn clip ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc nhà phương mệt mỏi thậm chí còn ngất xỉu khi bị rúng thật các diễn viên và cả ekip đều khá lo lắng khi có một thành viên gặp vấn đề sức khỏe như thế Trần giang xoa bóp để bà xã được thoải mái hơn nam danh hài tự tay đút nước cho nhà phương có thể thấy ngay từ khi Nhã phương mệt mỏi, trường giang đã có mặt bên cạnh để chăm sóc vợ. nam danh hài nhờ Chris Van mua giúp một chai nước và tự tay đút nước cho nhà phương. mới khó không rời khỏi bà xã nửa bước, luôn quan tâm, hỏi han tình hình của nhà phương và giúp cô xoa bóp để được thoải mái thư giãn hơn. nhà phương ngã gục khi bị trúng thực và trường giang luôn ở bên cạnh. thúy ngân cũng lo lắng thăm hỏi về tình hình của cô bạn. Danh cát trong chương trình như Lê Dương Bảo Lâm, Thúy Ngân, Kiều Minh Tuấn đều trầm trồ khi chứng kiến khoảnh khắc trường Giang chăm sóc bà xã chu đáo. Mọi người đều lo lắng và nhanh chóng xuống xe để phụ giúp mười khó chăm sóc nhà phương. Trong khi Rich Fan mua nước thì Kiều Minh Tuấn cũng đi tìm chiếc ghế lớn hơn để bà xã Trường Giang ngồi thoải mái hơn. Thúy Ngân Ngô Kiến Huy cũng đứng ngay bên cạnh để thăm hỏi. Cả ekip đều quan tâm sức khỏe của nhà Phương. Sau khi ekip thống nhất cho Nhã Phương có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và sẽ vắng mặt trong vài thử thách, Trường Giang liền đích thân cộng vợ vào khu vực nghỉ ngơi. Sắp xếp ổn thỏa việc cho Nhã Phương hoàn tất thì nam danh hài mới yên tâm để tiếp tục ghi hình. Mọi người đều trầm trò trước cách Trường Giang cân chiều quan tâm vợ. Nhã Phương hồi phục sức khỏe và vẫn được Trường Giang chăm sóc. Nam danh hài cẩn thận đưa bà xã lên xe để tiếp tục di chuyển. Nhà phương trở lại chương trình và lan xạ thực hiện các thử thách nhìn những khoảnh khắc trường giang tất bật chăm sóc lo lắng nhã phương khi bị trúng thật cũng đủ hiểu tình cảm to lớn mà anh dành cho vợ may mắn thay nhà phương hồi phục sức khỏe và có thể tiếp tục ghi hình những thử thách sau đó Trường Giang nhận xét Nhã Phương trước và sau khi trang điểm. Mới đây đoạn video hậu trường của Nhã Phương Trường Giang trong chương trình 2 ngày một đêm nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trong đó những tiết lộ từ cặp sao về nhau khiến công chúng không khỏi thích thú. Đặc biệt khi nhận được câu hỏi về ngoại hình bà xã trước và sau mắt ấp, Chỉnh Chu, anh cho rằng vợ mình luôn xinh đẹp dù ở phiên bản nào. Cụ thể anh chia sẻ, đương nhiên phải khác chứ, có ai mặc mộc mà y chang lúc trang điểm đâu, vậy trang điểm làm chi, nhưng nói chung mặc vợ tôi trang điểm hay không trang điểm cũng đẹp nội diễn viên hạnh phúc khi được chồng khen ngợi ngay khi đoạn clip phỏng vấn ngắn được đăng tải công chúng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự yêu thương vợ của nam diễn viên sau khi về chung một nhà nam diễn viên luôn chăm chút ngoại hình của bà xã trong đó anh ủng hộ việc nhà phương diễn đòn hở để xinh đẹp chiếm spotlight hơn khi xuất hiện trước công chúng bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo